Mấy bữa nay đi vòng quanh Hồ Gươm trong những ngày ở Hà Nội, chúng tôi thấy có nhiều chuyện, nhiều khi rất là bất ngờ. Ngày hôm nay lại có một cái chuyện là đang đi đường thì có một vài bạn trẻ gắn cho mình một cái tờ giấy mà viết cái dòng chữ là trông bạn rất chất. Mình cũng chưa hiểu rất chất là như thế nào. Chúng ta sẽ trao đổi với các bạn ở đây. Trước hết giải thích câu này là như thế nào? Rất chất là trông bạn rất là phong độ, rất là có phong thái. Phong độ, phong thái, người Bắc, người Hà Nội có thể là gọi là rất chất. Cái công việc mà buổi sáng cùng nhau đi ra viết mấy cái chữ gắn vào mọi người như thế là có thể nói đó là một cái dự án gì của các bạn vậy? Thực ra đây là một cái dự án có tên là Post-it của trung tâm Life School kết hợp với cả Tâm Hồn Xanh. Chúng tôi thực hiện là để dành những lời khen cho những người đi đường ấy. Và Hồ Gươm này là một nơi mà chúng tôi đang thí điểm. Bạn Linh ấy là người đề xướng ra nó. Bạn Linh là người đề xướng ra. Hôm nay là ngày đầu tiên làm cái việc này hay là ngày thứ mấy rồi? Hôm nay là lần đầu tiên bọn em làm thế này. Còn cái người này được gắn là người đầu tiên luôn hay là được ngày thứ mấy rồi? Người thứ N. Bọn em đã đi quanh và tất cả mọi người trong nhóm là khoảng 20 người đang đi quanh. Đi quanh bờ hồ thì chắc là đã gắn được nhiều người rồi. Mình thì nhận được cái này rất là vui. Còn chờ phản ứng hồi sáng giờ các người khác thì nhận được cái tương tác với các bạn như thế nào? Em thấy là nó không chỉ mang niềm vui cho mình mà cho mọi người. Khi mà mọi người nhận được thì rất là bất ngờ và thường là mọi người vui và xúc động và chia sẻ với những người khác. Mà cái này là Linh ở đâu mà cái ý tưởng này đâu ra, mình nghe đâu đó ở đâu họ áp dụng mà mình thấy hay thì mình áp dụng rồi như thế nào? Cũng tình cờ thôi, em với cả một số người bạn thì hôm xem trên YouTube ấy thì thấy có một cái YouTube mọi người làm như thế ở nước ngoài. Thì bọn em nghĩ là tại sao mình không thử làm ở Việt Nam luôn ấy. Thì khi mà tổ chức lên, post lên Facebook thì mọi người rất là thích và rất là nhiều người muốn tham gia. Mà dường như là chưa có làm để mà post lên YouTube luôn. Chưa ạ, đây là lần đầu tiên bọn em làm thì muốn là làm cho vui, để cho mang niềm vui đến cho mọi người trong ngày mới thôi. Không sao, sẽ post lên YouTube của phố Bosa TV. Có thể nói về cái, hồi nãy nói về cái trường Life School. Cái đó là một cái tổ chức hay một cái trường như thế nào, có thể giới thiệu? Vâng, đấy là một tổ chức phi lợi nhuận vừa được thành lập lên cách đây 2 tháng á. Thì ở đấy có rất là nhiều hoạt động nhưng mà chủ yếu là tập trung là đóng góp cho cộng đồng và phát triển giới trẻ, phát triển bản thân con người để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn ấy. Thì đây là một trong những cái hoạt động của tổ chức thôi ạ. Mình là dân nghiên cứu văn hóa và được biết nhóm từ Tăng Thân Làng Mai sinh hoạt tại Hà Nội và thông qua Facebook. Và hôm nay thì buổi đầu tiên sinh hoạt, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc từ mình và hạnh phúc từ người được khen ngợi. Nó, cái hạnh phúc được lan tỏa. Đấy là cái mình cảm thấy rất là vui. Em biết được chương trình này thông qua Facebook. Và hôm nay là buổi đầu tiên tham dự nhóm của em. Và được tham gia chương trình này thì em thấy rất là vui và hạnh phúc khi được gửi lời chúc đến tất cả mọi người ạ. Dường như là khi mà mình tặng cho người ta những cái tờ giấy như thế này, có người vui vẻ đón nhận nhưng mà có người hình như cũng hơi lạ lẫm với lại cái chuyện này, cho nên là cũng nhiều khi không có phản ứng ngay, đồng thuận ngay hay là không có cảm thấy vui vẻ ngay. Thì các bạn thấy như thế nào và mình sẽ giải quyết như thế nào trong những trường hợp như vậy? Em thì em thấy không vấn đề gì ạ. Tại vì trong cuộc sống thì mọi người cũng không quen với cái việc là tự nhiên được người khác khen tặng lắm ấy. Thì đấy là lần đầu tiên họ được nhận những cái đấy thì em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý là có những cái chuẩn bị phải xảy ra thế này, không thấy sao. Có lẽ mình cần phải có một sự giải thích một chút về hành vi của mình đối với người khác trong một cái buổi sáng như thế. Và khi họ hiểu rồi thì họ sẽ chấp nhận với một cái sự hoan hỉ và vui mừng. Đấy là với cái phương pháp của mình khi mà gặp tình huống đấy. Các bạn là sáng giờ ghi, có lẽ ghi cho không ít người, nhưng mà hình như các bạn chưa có người nào có cái tấm của riêng mình. Rất nhiều. Vậy thì tôi cũng xin được ghi cho quý vị một cái, mỗi người một tấm có được không ạ? Rồi. Khi bạn đem tặng cuộc đời cái gì thì bạn sẽ nhận được về cái điều đó. Và ý nghĩa của việc làm của mình sáng nay là như thế. Chúc các bạn cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và luôn luôn vị tha và trao yêu thương cho mọi người.
Những cái lời khen tới nhau ấy thì nghe có vẻ rất là đơn giản nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa đặc biệt và mang được rất là nhiều niềm vui trong cuộc sống, cho nên là trong cuộc sống chúng ta hãy khen tặng nhau một cách chân thành nhiều hơn.